Dạo này anh Vũ anh sao á ta? Sao ảnh cứ lơ thơ lẩn thận? Trời ơi, Vũ ơi. Cắm sừng á, ngoại tình á. Ừ, có. Trời ơi, nhưng mà nó chơi con viên cô bồ đi trời. Anh quen diễn viên Hàn Quốc rồi bị cổ cắm sừng hả? Không, anh không tới đặt nữa đâu. Gặp nhau là duyên phận, xa nhau cũng là hai từ duyên phận. Chẳng ai biết trước tương lai sau này, dù sau này có gặp nhau hay không, cũng hãy nhớ rằng chúng ta đã có một thời bên nhau và dành cho nhau những điều tuyệt vời nhất. Ông này sao vậy? Trời ơi, sao xé với vả kia? Thương em. Hả? Ê, đừng nghe. Ơi, Vũ ơi Vũ. Sao ở đây với ở ngoài kỳ quá vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, không phải. Ghẹo hoài. Ghẹo cái gì, có tỉnh táo không? Tỉnh. Hả? Tỉnh hả? Tôi tỉnh hay tôi không tỉnh, mắc mớ gì tới chị? Trời ơi, xả rác rồi bị phạt á. Xả rác hồi nào? Xả rác đâu? Sao mình xả rác? Sao xé dữ dữ vậy? Với phạt không đó. Một tờ là bao nhiêu tiền hả Vũ? Cái này tôi xé hả? Trên tay mấy người con cầm đó. Trời ơi, trời ơi, cả chục triệu rồi đó. Trời ơi, chết mấy tháng lương của tôi rồi. Trời ơi, tình yêu sao hao tốn quá vậy? Chết rồi. Thôi xả rác rồi tôi quét nữa đây nè, tôi mệt nữa đó. Cái gì mà ánh mắt ngơ ngác vậy nè? Hả? Nãy giờ xả rác dữ vậy Năm? Trời đất ơi, đi mà im re như là ma không một tiếng động. Còn biết ai xả không? Tôi quét mà sao tôi xả được? Ai xả? Mấy người đi ra mà không thể gặp thằng Vũ hả? Gặp. Nó thấy mấy người không? Không. Như là vô hình đúng không? Đúng rồi. Đó. Trời ơi, giấy phạt mà nó xé vậy đó. Dạo này anh Vũ anh sao á ta? Chị Năm có để ý không? Sao ảnh cứ lơ thơ lẩn thận? Nó kìa. Trời ơi, Vũ ơi, đừng có xé nữa. Anh Vũ ơi. Vũ ơi, Vũ. Không yêu. Tình trạng này hổng lẽ con Sương nó đi mấy ngày không ai nấu cho ăn mà vậy sao trời? Ha, đúng rồi. Cái gì mà thì có suy nghĩ là quá là thiển cận. Nam ơi, nói cho Nam nghe nha, cái tình trạng này không có đơn giản đói mà nó ra như vậy được. Nó nặng nè đó. Trời ơi, nhiều lắm, tốn tiền lắm. Như những thầy ma, như những thầy ma đó đi giật giờ giật dưỡng như vậy. Trời đất ơi, cái gì? Tình trạng này chỉ có duy nhất một cái lý do thôi, cái này thất tình Năm ơi. Em chắc chắn luôn, em thất tình rồi em biết. Không, này này nó đói không ai nấu cho nó ăn hay nè. Đúng rồi, đó là tình yêu của tôi. Đúng rồi em ơi, tình yêu ơi. Anh bị thất tình thiệt. Để đây nè. Thì đi vô đi. Nó vô đại diện nó đi. Vũ ơi. Anh Vũ. Trời ơi, làm gì la hết hồn vậy trời. Em xin lỗi, tại nãy kêu nhẹ quá anh không có nghe. Đầu óc anh để đâu mà tụi em vô anh không quan tâm hết trơn vậy? Anh đang thất tình hả? Thấy chưa? Anh Vũ. Anh Vũ. Thất tình hả vậy? Trời ơi, em làm vậy? Phải rồi. Ê, từ từ. Rớt nước mắt. Ủa sao thất tình vậy? Anh. Em sao? Nói với anh rồi. Người ta đối xử làm sao? Lớn tuổi rồi. Bây giờ mới có tình yêu mà bây giờ bị tình yêu bỏ mình là thất tình phải rồi. Thì không phải nói chứ tôi thấy cái mồi là tôi biết thất tình rồi mà tôi không ai tin tôi. Cái sự ngáo ngơ này là cũng thất tình nè. Giống như bị lừa gạt một số tiền hay sao? Đâu có lừa tiền, lừa tiền luôn. Trời đất ơi. Trời ơi, mình cống hiến cả tình yêu của mình cho người ta mà người ta lừa gạt mình. Có lừa tình luôn không? Trời ơi, đã tiền rồi còn tình á. Thì có bị cắm sừng không? Cắm sừng á, ngoại tình á. Có. Trời ơi, nhưng mà nó chơi con nguyên cô bồ đi trời. Trời ơi, ăn rồi đổ vỏ luôn á hả? Bình thường là toàn chị Năm không, bữa nay anh phải tự đi đổ hả? Đã nói rồi, đã nói là cắm sừng ai chứ đừng có cắm sừng anh vậy mà nó dám cắm sừng anh thiệt á, nhỏ là ghê thiệt trời. Thôi được rồi, mình phải làm cái gì đó cho ảnh thôi. Anh Vũ ơi, bây giờ anh nói đi tụi em lấy lại công bằng cho anh. Nhỏ đó là ai? Giờ tâm hồn ổng vô tới rừng, ổng chơi, ổng lơ ngơ, ổng láo ngáo, sao luôn á. Thôi bây giờ nè anh nói để tụi em biết giúp cho, tụi em sẽ lấy lại công bằng cho anh. Vũ, Sắp xếp đi. Anh nói tụi em đi, người đó là ai? Đòi lại công bằng cho anh, không có để cho anh bị như vậy được. Tụi em lo hết, anh biết cái nết em rồi, em lo hết cho anh. Giờ ai nhổ nó tin gì? Ai? Mấy phút rồi? Mấy phút vậy? Dạ. Vụ gì mấy phút? Nãy giờ tụi em đứng đây cũng 2-3 phút rồi đó. Ừ. 2-3 phút rồi hả? 2-3 phút rồi, vụ gì? Tiếp nó đi. Hả? Chuyện gì mà tiếp đi, đã hỏi đây nè. Tụi em đang hỏi chuyện của anh mà, anh Vũ. Bây giờ anh không trả lời là em không tiếp được nè. Mà cái gì? Tiếp câu chuyện của anh dần sau để giải quyết, chứ giờ anh không nói biết được đâu tính. Đúng rồi. Tụi em đang muốn làm gì anh? Đang giúp đỡ. Đúng rồi, bây giờ anh chỉ cần nói cho tụi em biết người đó là ai, tụi em sẽ đi gặp người đó. Rồi giờ nó đòi lại công bằng cho anh. Cái tên trước đi, cái tên gì? Đúng rồi. Show gì? Show chậu gì ở đây? Ai đi diễn? Show Long Thao. Show Long Thao. Show Long Thao. Đã show rồi, long rồi thêm cái thao nữa. Show Long Thao mà gồm. Nó đó làm ăn mày hả? Show Long Thao là giống như một cái câu nói cửa miệng. Long Thao là cái thời gian đi qua. Show Long. Mà anh nói cái gì vậy? Anh đang nói cái gì? Em đang hỏi cái tên. Cái người mà bị cắm sừng phản bội anh á. Đôi Nai. Đôi Nai là cái gì? Hai con nai đó là con sừng. Trời ơi, anh rồi, anh bị rối loạn giờ rồi. Làm sao đây? Chắc tôi chết anh. Thôi anh bình tĩnh bây giờ, anh đang ngồi đi. Nè bây giờ anh ngồi, anh trấn tĩnh lại giùm em nè. Em mời anh luôn, em ngồi anh qua đây luôn. Nãy giờ mấy phút rồi? Bây giờ là coi như hồi nãy giờ em nói chuyện với anh là rất là lâu rồi. Thời gian trôi qua rất nhiều rồi. Bây giờ là thời điểm anh nói cho tụi em nghe. Rồi. Xong chưa? Mà nãy giờ tụi em đang nói cái gì vậy? Nói chuyện của anh á. Chuyện của anh sao? Anh bị người ta cắm sừng, anh bị người ta lừa tình lừa tiền, anh đang đau khổ, anh thất tình mấy bữa nay như người mất hồn, đúng chưa? Đúng là anh có đau khổ, anh như hồn ma bóng quế. Đúng rồi, anh giật giờ như một bóng ma. Đúng rồi, nhưng mà người cắm sừng không phải là anh. Thì anh không có cắm, anh bị cắm. Anh bây giờ anh có cảm giác anh là một phần cơ thể của cô đó. Một phần cơ thể của cô đó anh ơi, bên trong anh có một sự thay đổi hóc môn hay gì? Không phải, có nghĩa là cái người mà anh đang quan sát, cái cổ tên là Son Ji-yoon. Son Ji-yoon. Đúng rồi, Son Ji-yoon là diễn viên Hàn Quốc mà. Đó là cổ đó. Anh quen diễn viên Hàn Quốc rồi bị cổ cắm sừng hả? Không, anh không tới đặng đó đâu. Chứ sao? Cổ là bị một người đàn ông cắm sừng cổ. Cổ là diễn viên ở bên Hàn Quốc và cổ rất là đau khổ ở bên đó. Và những cái gì hồi nãy giờ tụi em nói á, là em nói đúng á, là cổ y chang như vậy đó. Thôi đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi nữa. Đừng có quan tâm tới tôi, để tôi định thần cái nói gì vậy trời. Tôi nghĩ là nãy giờ tụi em nói những cái hoàn cảnh đó là giống y chang như cổ ở bên đó của Mỹ đó. Là chuyện của người ta chứ không phải chuyện anh đó phải không? Là chuyện người ta. Rồi liên quan gì tới anh mà anh buồn? Thì tại vì ở đây thì danh sếp danh đưa cho anh để anh biết một cái content là nói là cho anh nghĩ về một người nghệ sĩ nào đó mà anh thích, thì anh thích cổ cho nên là anh tìm hiểu về cổ, cho nên là anh thấy con người của cổ bị đối xử một cách rất tàn tệ. Anh đặt hoàn cảnh của anh là một phần cơ thể của cổ, tự nhiên anh thấy anh thương cảm cổ. Còn cái chuyện mà tào lao quan tâm với nhau là do hai đứa em tào lao. Trời ơi, tụi em mà tào lao hả? Còn anh mới tào lao, tự nhiên anh đi làm phóng sự, làm chuyện gì của người ta anh buồn giùm người ta, xong anh đem cái tinh thần giật giờ đến bước cho công ty này. Ủa đó là chuyện của anh, hai đứa đi qua đây, hai đứa chuyện của anh. Anh xin mời hai đứa qua đây. Hai đứa đang có một cái cảm giác nó quá đáng với anh rồi đó. Đúng rồi, đồ tâm như quá đáng. Cái chuyện anh làm đó là chuyện của anh, đúng không? Con người anh làm, anh có tâm, anh nhập tâm, anh xà người vô, anh có một cái tâm hồn vô trong đó, thì đó chuyện của anh. Tự nhiên mắc mớ tụi em nói anh tào lao là sao? Đúng không? Là những con người coi như là quan tâm đồng nghiệp. Đúng rồi, mình còn sống quá có đạo đức nghề nghiệp, mình lo lắng. Ủa cái đó là không đúng, đó là sai. Ok, nếu anh nói vậy được rồi, tụi em giải tán. Anh nhớ nha, anh nhớ sau này đừng bao giờ gọi tụi tôi một tiếng nào nữa hết. Đi. Ê, khoan. Kêu gì kìa? Hai đứa, bây giờ hai đứa nói giùm với lại sếp dành cho anh nghỉ tuần này nha. Ủa? Vụ gì? Bị gì? Cái cô mà anh nói, cái cô diễn viên đó bây giờ cũng bị stress rất là nặng. Bây giờ anh phải xin nghỉ một tuần thôi. Để làm cái gì? Để anh qua bển anh ngăn cổ lại. Ủa? Bởi vì đơn giản thôi, khi mà con người ta bị stress, người ta sẽ nghĩ đến những điều xấu, những điều không hay, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến tính mạng của người. Nhưng mà anh qua cũng đâu có gặp được. Đúng rồi, trời ơi. Đúng rồi, anh nghĩ gì vậy? Nổi tiếng thì nổi tiếng, nhưng mà anh là người viết ra cổ, anh là người tưởng tượng ra cổ, anh là người lúc nào cũng sát cánh bên cổ, anh là người là một phần của cổ. Anh làm quá rồi. Anh đừng có vậy nữa. Anh Vũ ơi, anh Vũ, anh nghỉ một tuần đi. Anh Vũ, anh Vũ, anh Vũ, anh Vũ, này. Bé cưng đau, bé cưng đi mất tiêu rồi. Mình coi camera công ty có ai bắt được không anh? Ủa em để con chó ở đâu? Em để ngoài công viên. Cái tiệm thú y 4.0 vô tình có cái camera. Trời ơi. Và cái camera đó ghi lại toàn bộ hành động của bà phù thủy ác độc